quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, mình Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Thưa quý anh chị Giáp Thìn thân mến, là con giáp được mệnh danh phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm, nhưng con rồng Giáp Thìn có vẻ chưa được nhiều phúc lắm. Khi cuộc đời của họ chưa bao giờ là thuận lợi hanh, thông, nhưng lẽ đời là vậy, cà phê đắng, còn ớt thì cay, vậy mà người ta vẫn khen ngon. Bởi có như vậy mới thấy hết giá trị ngọt ngào của hạt đường, con người ai cũng muốn sung sướng và hạnh phúc, nhưng khổ đau vẫn không chờ họ, như vậy cuộc sống của mỗi con người quý giá làm sao? Giáp Thìn muốn phú quý giàu sang, mà trời sinh ra không trao cho thìa vàng đĩa bạc, vì trời muốn kiến tạo nên một Giáp Thìn thật bản lĩnh và oai hùng như chính con rồng ẩn sâu bên trong Giáp Thìn vậy. Cái ta có thể cho đi chính là sự chăm chỉ, sự kiên cường, nỗ lực và bền chí, bền tâm, thiện tâm và cầu tiến cầu thị, không chê việc nhỏ, không tham lợi lớn, không sân si những việc không liên đới đến bản thân, học và làm, tập trung vào câu chuyện của mình, bài toán của bản thân rồi từ từ mà mưu to sự nghiệp lớn. Ta muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc an bình thì cần quy đổi là sự bớt chơi, bớt lang thang, bớt bơ hoang, bớt chảnh mảng, giữ cái đạo thủy chung, giữ cái mốc người mình thương tránh mông lung rồi đổi gió, chú tâm đến gia đình, quan tâm đến bạn đời, hiểu việc kiếm tiền lo cho gia đình là khó, việc nhà đối nội đối ngoại càng khó hơn. Hiểu không phải để kể công, mà để dồn tâm chia sẻ, cùng đồng hành vượt những bão bùng mệt mỏi khó khăn, chúng ta luôn mong thật nhiều, muốn thật lắm, mà lại chẳng chịu dồn sức dồn tâm vào mà theo đuổi, ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng làm gì có sự tựu thành nào tự may mắn mà nên. Cho một kiếp nhân sinh nhiều ngược xuôi, lắm mỏi mệt, tựu thành có thể ở thiên ý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý. Rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ đọng về từ những giọt xương cực nhọc, giọt mồ hôi bộn bề, những vất vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày. Năm 2023 sắp sửa khép lại, để cựa quậy chuyển mình đón chờ 2024, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Nhưng bước qua năm 2024 này là một năm mưa thuận gió hòa. Các ngôi sao chuyển dịch tinh quân soi chiếu vào Giáp Thìn. Năm 2024 này là một ngã rẽ với bản mệnh, nghèo khổ thế đã quá đủ rồi, đã đến lúc đổi vận giàu sang, ấm no, phú quý. Người xưa quan niệm rằng mệnh là do trời ban, quả thật là như vậy. Năm mới này hứa hẹn một năm cực kỳ thành công và thăng hoa với người tuổi này. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cô bác cùng lắng nghe phần luận giải chi tiết của các thầy tử vi dưới đây nhé. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2024 như sau. Giáp Thìn sẽ là một năm có nhiều biến động quan trọng đối với người tuổi Thìn. Trong năm tuổi của mình, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm tam tai nên hung cát xáo trộn, đương số gặp nhiều bất lợi và thách thức ở mọi phương diện cuộc sống. Người xưa có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cũng là vì lý đó, cho dù bản thân người tuổi Giáp Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn mang tính khách quan của thời cuộc, một số ít có thể rơi vào trạng thái u uất, chán chường. Điềm báo tử vi cho thấy nửa đầu năm 2024 có thể khó khăn chồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện, nhưng nửa cuối năm vận thế sự nghiệp sẽ đảo chiều. Quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến con giáp này được lãnh đạo ghi nhận, cuối cùng đạt được kết quả tốt,
kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng, nên đừng vội nản lòng. Giáp Thìn 61 tuổi, hỏa mạng, dương nam, sao kế đô tai tiếng thị phi, làm ăn khó khăn, đề phòng nạn tai, hạn địa võng, tâm trí mệt mỏi vì phải lo toan, nghĩ ngợi nhiều việc không được tĩnh tâm. Giáp Thìn 61 tuổi, hỏa mạng dương nữ, sao thái dương, công việc làm ăn may mắn thuận lợi, có tài lộc, hạn địa võng, tâm trí mệt mỏi vì phải lo toan, nghĩ ngợi nhiều việc, không được tĩnh tâm. Vận niên, dương hồi ngàn, dê về suối, vận niên báo hiệu một năm tốt đẹp, có cơ hội nghỉ ngơi giải trí thoải mái, có cơ hội hưởng thụ. Vận niên này không tốt cho những người đang trên con đường thăng tiến công danh sự nghiệp, nó hướng đến cuộc sống an nhàn, ổn định, bình an và vui vẻ. Mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, gặp năm hỏa bình thường, hợp tuổi, ý, thân, kỵ tuổi, tuất, sửu, mùi, màu sắc, hợp với màu xanh, đỏ, khắc với màu đen. Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 trong năm 2024. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn, những người sinh năm 1964 tuổi Giáp Thìn sẽ lại bị thái tuế, vận mệnh sẽ rất thăng trầm. Nếu Giáp Thìn thường tỏ ra không đủ năng lực ở nơi làm việc, họ có thể không trụ được đến tuổi nghỉ hưu và có thể bị cấp trên sa thải. Điều này sẽ khiến họ cảm thấy rất chán nản. Nếu Giáp Thìn là người tự kinh doanh, thì dù đã rất già nhưng cô bác vẫn sẽ bám sát vị trí hàng đầu của mình. Giáp Thìn cũng có thể xúc phạm cấp dưới. Do tính khí thất thường, bí mật kinh doanh của công ty có thể bị bán. Điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho công ty. Trong cuộc sống gia đình năm nay, người tuổi Giáp Thìn 1964 hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình, luôn cư xử theo cách riêng của mình và thường xuyên chửi bới vô cớ. Điều này sẽ khiến họ trở nên khó tính hơn, khó chịu hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 nam mạng. 1. Xem tử vi 2024 Giáp Thìn nam mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa, ít nhận được yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài, tự làm tự lo, muốn thảnh thơi hay vất vả đều nằm ở suy nghĩ tích cực hay tiêu cực mà thôi. Xét về địa chi, thì bước vào năm tuổi phạm trực thái tuế, công việc làm ăn gặp khó nhiều biến động, tài lộc giảm sút, kiếm tiền khó khăn hơn trước, gia đạo trục chặt, sức khỏe giảm sút trông thấy. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, xui khí được chiết giảm phần nào, gia đạo có trục trặc cũng được hóa giải, sức khỏe có giảm sút nhưng không quá nghiêm trọng. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, nam mạng Giáp Thìn không được vận trình hỗ trợ, báo hiệu một năm làm ăn khó khăn, nhiều chuyện phiền muộn biến động xảy ra, tiền bạc khó kiếm, tiêu hao lại nhiều, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy, dù có yếu tố hóa giải nhưng vận xui vẫn khó tránh trong năm. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 nam mạng. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu, La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới, có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ý chỉ đây là sao hạn nặng với tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024. Sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn. Theo niên hạn, hạn tam kheo, gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xưa khớp và chứng mỏi mắt hai mắt bị mờ, ngoài ra đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, năm có sao hạn nặng chiếu, tuổi Giáp Thìn nam mạng làm ăn không thuận lợi, dễ vướng thị phi, tranh chấp, thưa kiện, tiền bạc hao tổn nhiều, sức khỏe giảm mạnh, thậm chí mắc bạo bệnh, cần đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay tai nạn bất ngờ. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 nữ mạng. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô, dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ngụ ý rằng nữ mạng có sao kế đô chiếu là hạn nặng, trong năm dễ bị đau yếu, bệnh tật, tang khó, tai nạn, họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may, cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn thiên tinh chủ yếu cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng bị ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm có sao hạn nặng chiếu, nữ mạng Giáp Thìn dễ bị đau yếu bệnh nặng, hao tốn nhiều tiền của để chữa trị, trong nhà có chuyện không may, chuyện tang tóc, công việc làm ăn gặp khó dễ bị thua lỗ, nên chú trọng vấn đề ăn uống, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, ra ngoài cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói tới hành động kẻo vướng tai bay vạ gió.
Xem tử vi 2024 tuổi Giáp Thìn nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình nữ mạng Giáp Thìn, sinh năm 1964, gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là châu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn, nhưng vẫn còn lá cây non, và xa loài người thì tấm thân bất cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ, càng chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mới tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 về phương diện sự nghiệp không mấy thuận lợi trong năm tuổi của mình. Bản mệnh sẽ gặp nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra, dù đã rất nỗ lực nhưng không có cách nào để đảm bảo mọi việc thuận buồm xuôi gió từ đầu tới cuối. Tổng thể quá trình sẽ luôn xuất hiện một số rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đặc biệt đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh, buôn bán, việc thiếu kinh nghiệm có thể khiến lương số va vấp rất nhiều, tốn cả công sức lẫn tiền của mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí thất bại. Mức độ cạnh tranh trong năm Giáp Thìn được dự đoán tăng tiến khá mạnh. Vốn là con giáp có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên dễ xảy ra bất đồng với người xung quanh, dù chỉ là những ý kiến trái chiều từ vấn đề nhỏ nhặt. Cũng có thể chuyện bé xé ra to, dẫn tới những bất hòa gay gắt, chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến cô bác gặp bất lợi. Tốt nhất nên chăm chỉ làm việc tốt việc của mình, giữ thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Đầu tư năm nay cũng không nên mù quáng bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, mà nên áp dụng chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh, phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc, gài bẫy. Đối với doanh nhân nói riêng, mệnh chủ có thể gặp nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình điều hành doanh nghiệp mà một mình không thể giải quyết được. Bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, gặp phải những đối thủ mạnh, thậm chí có thể bị cướp đoạt ý tưởng kinh doanh. Vì vậy lúc nào cũng cần giữ cái đầu thật lạnh, suy tính đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích tình hình và có biện pháp đối phó nhanh chóng và phù hợp. Dù vận quý nhân trong năm không nhiều, nhưng khi thực sự cần thiết nên chủ động tìm kiếm kinh nghiệm, kỹ năng từ cô bác, bạn bè thân thiết hoặc những người đi trước để có thể giải quyết vấn đề theo hướng đúng đắn hơn. Cũng cần lưu ý rằng năm nay không nên mở rộng quy mô công việc một cách mù quáng, cũng không nên quá đi sâu vào lĩnh vực mới, nếu không sẽ chỉ mang lại gánh nặng kinh tế. Đối với người ở ngưỡng tuổi trung niên, nên cân nhắc việc nghỉ ngang, thay đổi công việc vào năm 2024, nếu không một khi từ bỏ công việc hiện tại cô bác có thể sẽ thất nghiệp một thời gian dài. Tuy nhiên, vật cực tức phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân và giúp tuổi Giáp Thìn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, năm nay cô bác cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành phù hộ như chính ấn và hoa cái, và tình huống nguy cấp nhất có thể sẽ có bước chuyển ngoặt bất ngờ. Khi tuổi Giáp Thìn thoáng có ý định bỏ cuộc, cô bác có thể nhận được sự động viên từ người khác, khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết. Cho dù đó là vài lời động viên, nhắc nhở hay hỗ trợ tài chính, những điều này đều rất hữu ích đối với những chú rồng. Nhìn chung, năm nay rất cần đương số phát huy cao độ khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới mới mong giảm thiểu rủi ro. Thông qua việc trau dồi bản thân, duy trì thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng, người tuổi Giáp Thìn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này trong năm nay. Về phương diện tài lộc, cùng với công việc làm ăn gặp khó khăn, phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Thìn cũng khó tránh khỏi những tác động bất lợi từ trực thái tuế. Tiền bạc đội nón ra đi mà không rõ nguồn cơn, làm ăn thiếu hiệu quả, đầu tư có thể bị thua lỗ, tình trạng kinh tế gặp rất nhiều áp lực. Con giáp này vốn có khả năng, nhưng tình hình khó khăn chung khiến cô bác khó phát huy trọn vẹn, việc kiếm tiền trở nên vất vả và tốn rất nhiều công sức, nhưng thu nhập chưa thật sự khả quan như mong đợi. Hơn nữa, những người sinh năm Giáp Thìn coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư và quản lý tài chính khổng lồ. Để có thể hiện thực hóa quyền tự do tài chính của mình, lý tưởng tuy tốt nhưng hiện thực lại rất phũ phàng, vận khí ảm đạm trong năm tuổi, khiến bản mệnh rất khó đạt được tâm nguyện, thậm chí quá mức cố chấp còn có thể mất hết cả vốn lẫn lãi, có câu tích tiểu thành đại, các khoản tiền dù ít hay nhiều đều là do công sức của bản thân, cô bác đều nên trân trọng. Một lý do nữa khiến tiền bạc của con giáp này thất thoát nhanh chóng là do người tuổi này thường tiêu tiền rất bất cẩn, cô bác có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay, những hành vi này có thể tác động tiêu cực đến tài lộc. Người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức,
Đừng cố gắng làm giàu bằng những thủ đoạn bất hợp pháp. Đừng quên năm nay vận hạn rất lớn. Những loại hành vi như vậy không chỉ băng hoại về mặt đạo đức, mà còn khiến cô bác có thể vướng vào vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những gì đã vất vả gây dựng. Năm nay, chớ vội mở rộng quy mô làm ăn, tốt nhất nên làm tốt hoặc tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch dang dở ở hiện tại. Đầu tư phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo xu hướng hay nghe lời dụ dỗ, chào mời mà vung tiền bất chấp. Làm gì cũng nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Đối với người làm công ăn lương, sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của cô bác. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá sự việc mà cô bác cũng có thể phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Nhìn chung, vận khí năm nay không tốt, đương số cần quản lý tiền bạc cẩn thận, tránh rủi ro lãng phí, hạn chế các khoản vay mượn. Cũng không nên tùy tiện cho vay mà không tìm hiểu kỹ càng và hãy cẩn thận với những gian lận và lừa đảo. Đừng phô trương sự giàu có của mình, kẻo khơi dậy tính toán của những người xấu tâm, rồi rơi vào cạm bẫy mất tiền. Cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những chi phí không cần thiết, tránh xa đỏ đen. Tất nhiên tiết kiệm không có nghĩa là quá chi ly, đừng thắt chặt cuộc sống quá mức. Cô bác có thể tự thưởng cho mình đúng lúc, nhưng hãy giữ ở mức vừa phải. Về phương diện tình duyên, tử vi năm 2024 tuổi Thìn ở phương diện tình cảm có nhiều bất ổn, hạn thái tuế giáng xuống khiến phương diện tình cảm, đời sống hôn nhân của tuổi Giáp Thìn chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm gia tăng gánh nặng cuộc sống và khiến tinh thần bản mệnh sa sút. Người độc thân có những trải nghiệm tình cảm lên xuống, dù được ngũ hành lưu niên tương sinh và các tinh hoa cái mang tới đào hoa, nhưng thái tuế áp đỉnh khiến phần lớn đều là đào hoa xấu, người gặp nhưng không ở lại, tình cảm nhiều dang dở và bẽ bàng. Năm nay cô bác tốt nhất không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, nếu không người bị tổn thương sau cùng chỉ có cô bác mà thôi. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng đứng trước thử thách khi điềm báo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của hai bạn. Về phía bản thân mình, bản mệnh nên nghiêm cần giữ mình, tránh xa cám dỗ tình cảm để không phá hỏng danh tiếng và hạnh phúc hiện tại. Còn nếu là người bị hại, trong mọi tình huống hãy luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì lý trí, kiềm chế tính nóng nảy kẻo dẫn đến xô xát. Thậm chí có thể chịu trách nhiệm hình sự. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui. Với các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, cả hai đều cần sự kiên nhẫn bao dung hơn, tăng cường trao đổi giao tiếp với đối phương để mối quan hệ được bền lâu. Thực tế năm nay tâm tính tuổi Giáp Thìn bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường có thể sẽ gây ảnh hưởng và khó chịu cho nửa kia. Cách hành xử nóng nảy, vô lý của cô bác có thể khiến căng thẳng leo thang, tình yêu lung lay, rất dễ đứt gánh giữa đường. Đào hoa tăng lên cũng giúp cô bác vượng duyên khác giới, song lại không có lợi cho người đã có đôi. Đây là lúc cô bác cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với các mối quan hệ khác giới xung quanh. Dù là trong công việc hay trong xã giao, đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc những lời đồn đại không hay, vì năm nay là năm tuổi nên không thích hợp để đưa ra quyết định kết hôn. Nếu tình yêu chín muồi và cả hai thực sự muốn xây dựng tổ ấm, thì nên nghiên cứu kỹ các phương pháp hóa giải thái tuế ngay từ đầu. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 về phương diện sức khỏe không được lý tưởng, do trực thái tuế án ngữ, tam tai tác động, vì vậy đừng xem nhẹ với bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, dù là nhỏ nhất. Đầu tiên, hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc, để cơ thể được phục hồi năng lượng đầy đủ, để đối phó tốt hơn với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai, chú ý đến thói quen ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Hạn chế ăn đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ quả tươi, duy trì uống đủ nước, có tác dụng giải độc, làm đẹp và chống lão hóa. Năm nay, cô bác nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Khi nhận thấy có biểu hiện khó chịu, thì nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đừng né tránh việc điều trị y tế, cũng đừng ngại tốn tiền, nếu không rất có thể sẽ trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm trễ thì số tiền và chi phí phải trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đương số đi đứng cẩn thận, tránh xa rượu bia khi tham gia giao thông kẻo gặp họa huyết quang, nhẹ cũng chảy xước tứ chi, nặng có thể phải can thiệp giao kéo. Ngoài ra, do vận khí cả năm ảm đạm, nên cô bác cũng nên chú ý duy trì sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của sự lo lắng căng thẳng lên cơ thể. Khi cô bác vui vẻ nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực, thì có thể đẩy lùi rất nhiều bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu cũng hãy đối diện với mọi thứ đang xảy ra hiện tại với một tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những trở ngại tốt hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng. 3.
Tử vi hàng tháng của tuổi Giáp Thìn 1964 trong năm 2024 như sau. Diễn biến các tháng năm 2024 tuổi Giáp Thìn 1964. Tháng Giêng, từ ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch đến ngày mùng 9 tháng 3 dương lịch, công việc làm ăn thất bại thua lỗ, không nên mưu đại sự, tài lộc trung bình nhưng chi tiêu lớn. Tháng 2, từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 dương lịch, mục đích cần nuôi dưỡng. Tháng 3, từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch, toan tính có người tiếp tay. Tháng 4, từ ngày 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, có cơ hội tốt, công việc thuận lợi, đi xa có nhiều lợi lộc nhưng cần đề phòng tai nạn rủi ro. Tháng 5, từ ngày mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 7 dương lịch, gia đình, tình cảm bất an, nhiều rối rắm trong cuộc sống ảnh hưởng xấu đến công việc, học hành. Tháng 6, từ ngày mùng 6 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 8 dương lịch, tài lộc dồi dào. Tháng 7, từ ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, quan hệ bất lợi, dễ nảy sinh tranh chấp, gia đình an hòa. Tháng 8, từ ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, có nhiều may mắn, tài lộc thất thường, phòng mất cắp lừa gạt. Tháng 9, từ ngày mùng 3 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 dương lịch, tài lộc phong túc, lời nói được tôn trọng, gia đình có nhiều chuyện phải lo lắng. Tháng 10, từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 dương lịch, gia đạo có chuyện buồn, tranh chấp thắng lợi, công việc trước bế sau thông. Tháng 11, từ ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 dương lịch, may rủi theo nhau, mọi việc nên cẩn thận và đừng nóng nảy, có chuyện khiến phải lo buồn. Tháng 12, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 28 tháng 1 năm 2025 dương lịch, không nên mưu sự lớn, cố gắng duy trì tình trạng đang có dù không như ý, nên quan tâm nhiều đến gia đình. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch. Đầu năm ra cửa vấp phải thị phi, vận trình tháng mới của tuổi Giáp Thìn xen lẫn hung cát do sự xuất hiện của Thiên Cầu hung tinh và Quan Đới nguyệt lệnh. Cô bác có thể gặp phải một số hiểu lầm và thất bại trong tháng này, ai đó có thể hiểu sai ý định, lời nói và hành động của cô bác dẫn đến một số xung đột và bất mãn không đáng có. Giáp Thìn cần hết sức cẩn thận khi giao tiếp thể hiện bản thân với những người khác để tránh những hiểu lầm do cách diễn đạt không phù hợp gây ra. Tháng này, những người sinh năm Giáp Thìn cần kiên nhẫn và bình tĩnh hơn để giải quyết các mối quan hệ cá nhân và giải quyết xung đột. Cố gắng tránh bộc phát cảm xúc và thay vào đó hãy kiên nhẫn tìm kiếm những cách hợp lý để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe trong tháng này, duy trì thái độ tích cực và lối sống đều đặn để nâng cao khả năng đương đầu với thử thách. Đặc biệt khi giao tiếp với người khác, việc hiểu và tôn trọng quan điểm của đối phương có thể giúp giảm bớt những hiểu lầm bất mãn. Tử vi sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Vào tháng 1 năm 2024, những người tuổi Giáp Thìn sẽ gặp khó khăn trong công việc. Tháng này có thể cô bác sẽ phải đối mặt với một số thử thách. Khó khăn trong công việc, đây có thể là một thử thách hoàn toàn mới lạ với các cô bác. Những vấn đề khó khăn gặp phải trong công việc đòi hỏi người tuổi Giáp Thìn phải ứng phó và giải quyết chúng với thái độ nghiêm túc và tập trung hơn. Nhiều người khác ghét cô bác trong công việc đầu năm mới. Nói đúng hơn là người ta không thích bị bạn vượt mặt, càng ngày càng ghen ăn tức ở với những thành tích mà cô bác đã làm được, dù gặp khó khăn trong công việc. Nhưng đáng khen là người tuổi Giáp Thìn vẫn không bị dư âm bởi lễ Tết, bám sát trách nhiệm của mình, chăm chỉ giải quyết vấn đề và không bao giờ bỏ cuộc. Con giáp có thể chủ động trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên để tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ mình đương đầu với khó khăn, đừng ngại vì họ sẵn sàng giúp đỡ cô bác. Trong giai đoạn này, cần đặc biệt chú trọng giải quyết vướng mắc, nâng cao hiệu quả công việc để vượt qua khó khăn trong công việc. Tử vi tài lộc, tuổi Giáp Thìn, tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch nói trong tháng Tết này, đương số có thể bất ngờ mua sắm thêm một số tài sản có giá trị lớn, hoặc thu nhập của cô bác có thể tăng lên. Sự may mắn này vào cuối tháng có thể giảm bớt một số khó khăn tài chính và khiến những người sinh năm Giáp Thìn cảm thấy tăng thêm độ căng thẳng về tài chính hơn. Tháng này là thời điểm thuận lợi cho việc tích lũy tài lộc và cải thiện tình hình tài chính, nhưng không thích hợp để đầu tư làm ăn lớn hoặc thay đổi hướng kiếm tiền. Muốn làm việc lớn cô bác hãy đợi thêm vài tháng nữa, Giáp Thìn cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để sử dụng số tiền đã tích góp, tránh mạo hiểm và đầu tư.
nếu không sẽ bị mất của, lãi lớn hơn lỗ. Kết quả là cô bác sẽ khóc ròng vì sự vội vàng hấp tấp của bản thân. Nhưng bạn đừng lo lắng quá nhiều, vì quan đới sẽ hỗ trợ cô bác trên mọi nẻo đường kiếm tiền. Nó phụ trợ cho những người có chí hướng và sôi nổi. Càng lạc quan và phấn đấu hết mình thì cô bác càng có tiền. Tử vi tình duyên, tuổi Giáp Thìn, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong năm tuổi, những cô bác tuổi Giáp Thìn đã kết hôn đầu năm mới sẽ phải đối mặt với những vấn đề rất nhỏ trong gia đình, hoặc những khác biệt giữa vợ chồng đòi hỏi sự kiên nhẫn để giải quyết. Thiên cầu hung tinh khuyên bạn nên xem xét lại vấn đề của bản thân và trao đổi với người thân nhiều hơn. Nếu hai người mở lòng ra thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết, vợ chồng làm hòa với nhau trong ngày một ngày hai. Còn đối với phụ nữ tuổi Giáp Thìn, nếu lụy tình và ngốc nghếch, người khác giới sẽ tạo áp lực lớn về tài chính cho bạn. Nhiều cô bác có thể ngốc nghếch tiêu tiền cho người khác giới, vừa bị lừa tiền và lừa tình, hãy cẩn thận. Đầu xuân năm mới không có lợi cho việc quay lại với người yêu cũ, nối lại tình cũ hoặc vợ chồng giảng hòa tái hôn với nhau. Hãy đợi đến tháng khác hãng làm, đầu năm cứ hài lòng với hạnh phúc hiện tại và sum vầy bên gia đình. Đó là hạnh phúc lớn nhất mà bạn có thể có được. Trong việc đối nhân xử thế, nếu có những suy nghĩ thiếu lý trí, cô bác sẽ dễ dàng phải trả giá đắt, thậm chí còn gây thiệt hại rất lớn cho mình. Vì vậy, hãy bảo vệ gia đình mình thật tốt và đừng suy nghĩ quá nhiều. Tử vi sức khỏe tuổi Giáp Thìn tháng 1 năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch nhắc nhở cô bác hạn chế bia rượu và không đi đến nơi có nhiều ao hồ, sông nước. Không cố gắng đi xe qua những nơi nước lũ đã dâng cao vì khả năng gặp tai nạn rất cao. Cô bác phải có ý thức nhất định về các biện pháp phòng ngừa bệnh lây nhiễm thật an toàn và tránh chạm vào những vật dụng nguy hiểm như kéo, dao làm bếp, đinh. Nếu không cẩn thận, cô bác có thể dễ dàng gây ra họa huyết quang. Ngoài ra, khi liên quan đến vấn đề sức khỏe, chúng ta không nên quá lơ là, đặc biệt là những người lớn tuổi. Trong năm tuổi này nên chăm sóc bản thân thật tốt, sinh hoạt điều độ, ăn uống điều độ. Chú ý đến sức khỏe và tinh thần, chăm tập thể dục, đến bệnh viện khám sức khỏe thường xuyên để chăm sóc bản thân thật tốt. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong năm 2024. Cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Thìn trong năm 2024. 1. Tránh kết thúc việc quan trọng trong năm 2024. Dù mức độ ảnh hưởng của hạn tam tai năm cuối đã nhẹ hơn trước, nhưng người tuổi Thìn lưu ý tránh kết thúc việc quan trọng trong năm nay. Ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 2. Chớp thời cơ ngay khi có thể. Do tác động cùng lúc của cục diện trực thái tuế và hạn cuối tam tai, vận trình năm 2024 về cơ bản nhiều bất lợi, khó khăn, tuy nhiên không phải xuyên suốt là chuỗi những xui xẻo. Vẫn có những điểm sáng bất ngờ ở mỗi chặng, nhất là khi vận khí hanh thông do gặp các tinh soi đường chỉ lối, gặp đúng thiên thời địa lợi. Đó chính là cơ hội tốt để đương số nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh để chớp thời cơ làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. 3. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bản mệnh gặt hái được kết quả như mong đợi. Nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi cô bác đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 4. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành. Xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 5. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu chiếu trong năm 2024, đương số có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Việc cúng bái cốt ở tùy tâm, miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy. Tuổi Thìn có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.